Chào các bạn sinh viên, tôi là tiến sĩ bác sĩ Trần Công Duy Long, bộ môn ngoại tiêu hóa, đọc y dược thành phố Hồ Chí Minh, đang công tác lâm sàng tại bệnh viện đọc y dược. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một vài kiến thức về bệnh ung thư tế bào gan. À, các bạn biết, gan là một cái tàn đặc lớn nhất cơ thể, mang cấu trúc giải phẫu tương đối đặc biệt và đảm nhận nhiều chức năng quan trọng. Chính vậy, bệnh gan nói chung hay bệnh ung thư gan nói riêng cũng mang những cái nét rất đặc trưng à, thú vị để các bạn quan tâm à, ví dụ một bệnh nhân khi phát hiện một khối u ở gan thì nó có thể là lành tính mà hay gặp nhất là u mạch máu gan hay mang ma nó cũng có thể là sang thương tăng sản dạng nốt hay còn gọi là FNH hay là u tuyến gan nhưng nó cũng có thể là ác tính ác tính này có thể là nguyên phát xuất phát từ các tế bào biểu mô của gan hoặc tiếp theo có thể xuất phát từ các tế bào ống mặt và nó cũng có thể là ung thư thứ phát bởi vì các bạn biết rằng gan nhận máu từ tĩnh mạch cửa chính vậy những cái ung thư của ống tiêu hóa hay tuyến tiêu hóa trong xoang bụng thì có thể di căn đến gan qua con đường này tạo nên các ung thư thứ phát Tại sao chúng ta phải nói nhiều về ung thư tế bào gan? Các bạn hãy xem tình hình dịch tễ về các bệnh ung thư ở nước mình. Các bạn thấy rằng theo cái tổ chức ghi nhận ung thư thế giới năm 2018 thì tại Việt Nam ung thư gan là cái loại bệnh có tỷ lệ mới mắc cao nhất. Nếu tách riêng ở hai giới thì giới nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất, còn ở giới nữ chiếm hàng thứ năm sau một số loại ung thư khác. Nhưng mà hầu hết So với các loại ung thư khác thì ung thư gan gây ra cái tỷ lệ tử vong cao nhất thế thì làm thế nào làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi lại một cái bệnh ung thư hay gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao như vậy ở nước mình chúng ta biết rằng nếu ung thư gan nó có một cái số đặc điểm rất là đặc biệt là có yếu tố nguy cơ rõ ràng đa số các nghiên cứu trên thế giới họ ghi nhận hầu hết các nước ở châu Á thì 3 phần tư các ung thư gan đều có yếu tố nguy cơ là viêm gan B và viêm gan C. Sau đó mới đến các yếu tố như là sơ gan do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ hay là một số loại độc chất. Và đây là một cái thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan châu Á. Thì họ thấy rằng ở các nước châu Á hay châu Phi thì khoảng 20% các bệnh ung thư gan đều có liên quan tới viêm gan C cái tỷ lệ này thấp hơn các nước Âu Mỹ bây giờ chúng ta biết rằng à, ở các nước Âu Mỹ thì viêm gan B được chủng ngừa khá là tốt thành ra hiện tại bây giờ là họ có viêm gan C nhiều hơn và 20% ung thư tế bào gan ở nước châu Á của mình là đều liên quan tới viêm gan C trong khi đó đến 70% đều có cái nền tảng viêm gan B chỉ có 10% còn lại là các trường hợp sơ gan do rượu hay nắm mốc hay là một số độc tố khác Vậy thì uh, biết được cái yếu tố dịch tễ như vậy, biết được bệnh ung thư gan có những yếu tố nguy cơ rõ ràng như vậy, thế thì làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa hay là um, cải thiện cái tiên lượng của bệnh này? Rõ ràng là ngăn ngừa bằng cách chúng ta chủng ngừa phiên gan B để cái tần suất phiên gan B trong xã hội thấp đi. Đó là một yếu tố hết sức quan trọng và hiện nay chúng ta gần như thực hiện khá là tốt chủng ngừa toàn dân cho hầu hết tất cả các trẻ em mới sinh ra đời. Yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải làm sao đó để phát hiện được những bệnh nhân bị viêm gan trong cộng đồng. Viêm gan B, viêm gan C và điều trị thật là hiệu quả. Viêm gan C hiện nay điều trị rất hiệu quả. Tuy nhiên viêm gan B vẫn có một tỷ lệ kháng thuốc hay là điều trị không thể hết hẳn được. Và có khả năng sẽ chuyển thành bệnh viêm gan B mãn tính và lâu ngày chuyển thành sơ gan thì các bệnh nhân bị viêm gan mãn tính hay sơ gan chính là những bệnh nhân mang cái yếu tố nguy cơ của xuất hiện bệnh ung thư tế bào gan và những bệnh nhân này cần phải được theo một cái chương trình tầm soát hợp lý nhằm để phát hiện bệnh sớm khi khối u cần nhỏ và từ đó hứa hẹn một cái cách điều trị trực đẩy. thế thì các đối tượng mang các yếu tố nguy cơ này cần phải được tầm soát như thế nào đây là một khuyến cáo của hiệp hội nghiên cứu bệnh gan châu á thái bình dương họ thấy rằng những bệnh nhân viêm sơ gan do siêu vi b siêu vi c là những bệnh nhân có nguy cơ cao nhất mắc bệnh ung thư gan bên cạnh đó một số cái yếu tố khác cũng được ghi nhận với mức độ uh, nguy cơ thấp hơn và chính uh, họ khuyến khích họ khuyên rằng các bệnh nhân yếu tố nguy cơ có mang yếu tố nguy cơ của ung thư gan thì nên được tầm soát và mỗi 6 tháng một lần bằng hai cái phương tiện đó là siêu âm và chất trị điểm ung thư mà hay thường sử dụng nhất là AP Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản đưa ra một cái khuyến cáo mà tôi nghĩ rằng nó khá đơn giản, dễ áp dụng trong cái điều kiện Việt Nam của mình. Đó là ai sẽ là người cần phải tầm soát ung thư tế bào gan. Thì họ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những bệnh nhân có nguy cơ cực cao đó là các trường hợp bị sơ gan do liên quan tới viêm gan B à, liên quan tới viêm gan C các bệnh nhân để bắt buộc có, có dấu hiệu sơ gan rồi và nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ cao tức là các bệnh nhân bị viêm gan B mãn tính viêm gan C mãn tính hoặc là sơ gan nhưng mà sơ gan do các nguyên nhân khác không phải viêm gan B hoặc C ví dụ như là do rượu do bệnh nhiễm sắc tố sắc một số loại bệnh sơ gan khác thì ở cái mức độ nhóm nguy cơ thấp hơn. Thì với hai nhóm nguy cơ này, họ nên tầm soát với cái chiến lược thế nào cho phù hợp. Thì họ khuyên rằng ở những bệnh nhân có nguy cơ cực cao, tức là các trường hợp đã có sơ gan rồi liên quan tới viêm gan B và viêm gan C, thì mỗi 3 tới 4 tháng cần phải tầm soát một lần. Và hai cái phương tiện cần được sử dụng đó là siêu âm. Tôi muốn nhấn mạnh siêu âm là phương tiện đầu tay nhằm để tầm soát, kiểm tra một cái khối u ở trong gan có xuất hiện hay chưa tại vì chúng ta biết rằng siêu âm thì rất là phổ biến rẻ tiền ít xâm hại và có có thể sử dụng ở mọi nơi và đó là cái phương tiện mà cho chúng ta rà soát thường xuyên để tìm ra một cái khối u ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ bên cạnh siêu âm thì các cái chất chỉ điểm ung thư như là AB như biết K2 như là là 3 thì có thể được sử dụng để góp phần thêm tầm soát cho bệnh nhân ung thư tế bào gan và họ cũng khuyến khích rõ là các phương tiện chụp CT hay là các hay là chụp MRI cũng nên được thực hiện mỗi 6 tới 12 tháng nhằm để phát hiện những cái loại sang thương mà trên siêu âm nó không được điển hình, không được biểu hiện rõ. Còn ở những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao thì cái mật độ, cái tần suất tầm soát nó sẽ thưa hơn mỗi 6 tháng thực hiện một lần. Cũng vậy, giới siêu âm là đầu tay và sự kết hợp của các chất chỉ điểm ung thư hiện nay. Thế thì trong quá trình tầm soát, nếu các bạn phát hiện một cái u trong gan qua siêu âm ở bệnh nhân có nguy cơ thì làm thế nào để chẩn đoán? Chúng ta biết rằng có nhiều cách, chúng ta không biết có nhiều cách để xác định một cái bệnh lý ác tính mà tiêu chứng vàng bao giờ cũng vậy là sinh thiết và giải phẫu bệnh. Nhưng các bạn hãy nghĩ xem, chúng ta muốn chuẩn đoán ung thư gan ở giai đoạn sớm, tức khối u càng nhỏ, thì cái vấn đề khả thi và chính xác như thế nào? Tôi thấy tương tự một khối u kích thước chỉ khoảng 1 đến 2 cm thì đôi khi sinh thiết trở nên khó khăn và khó chính xác, đặc biệt nếu khối u đó ở những vị trí không thuận lợi ví dụ ngay bên dưới cơ hoành hoặc uh, gần những cái mạch máu lớn như tĩnh mạch chủ hay tĩnh mạch gan thì như thế nguy cơ xảy ra tai biến biến chứng là cao. Chưa kể uh, cái nguy cơ gieo rắc tế bào từ thư từ khối u dọc theo đường sinh thiết là có và chính vậy hiện nay thì trên thế giới sinh thiết u gan không phải là cái tiêu chuẩn đầu tay để xác định bản chất dọc bệnh khối u. Thế thì các chất chỉ điểm ung thư như thế nào? Vai trò các chất chỉ điểm ung thư tới bộ gan như AFP, APOL3, DCB như thế nào? Thì uh, chúng ta thấy đây là khuyến cáo của hiệp hội những của bệnh gan châu Á. Tòa họ nói rằng AFP đơn thuần thì không phải là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Uh, và cái giá trị ngưỡng của AFP nên uh, được thiết lập ở cái ngưỡng là 200 nanogram trên 1 ml. Nhưng mà nhớ rằng đây cũng không phải là một tiêu chuẩn để xác định chứng đó mà chỉ là một yếu tố để gợi ý cao bệnh nhân có thể xuất hiện ung thư tế bào gan bởi vì chúng ta biết rằng AFP nó vẫn có thể tăng trong một số loại bệnh lý. Ví dụ trong những trường hợp bệnh nhân bị ung thư tinh hoàn, bệnh nhân bị viêm gan cấp thì AP vẫn tăng. Và đặc biệt là AFP thường thường không tăng ở những trường hợp khối u nhỏ mà nó chỉ tăng ở những trường hợp khối u phát triển lớn giai đoạn muộn. Vậy thì AFP rõ ràng là không phải làm cái yếu tố để chúng ta uh, dựa vào đó hoàn toàn để tầm soát ung thư, thư gan. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân uh, cứ xét nghiệm AP để hy vọng là tầm soát phát hiện ung thư gan nhưng mà khi uh, phát hiện khối u ở trên siêu âm hay trên chụp cắt lớp đường toán quá lớn rồi mà AP chưa tăng thì họ thì điều đó rất là đáng tiếc. Và gần đây thì xuất hiện thêm một số cái chất chỉ điểm ung thư mới như là uh, Uh, PCB, hpl 3 thì họ thấy rằng sự kết hợp của các cái chất chỉ điểm này với nhau sẽ làm tăng thêm cái độ nhạy cũng như độ đặc hiệu trong vấn đề chẩn đoán. Nhưng một lần nữa tôi muốn nói nhấn mạnh các chất chỉ điểm ung thư thì không phải là cái đầu tay cũng như để trong quá trình tầm soát cũng không phải là yếu tố để xác định chuyện đó mà siêu âm để uh, tầm soát mới là cái giá trị quan trọng thế thì chuẩn đó hình ảnh như thế nào các bạn biết rằng một cái ung thư tế bào gan có một đặc tính khá đặc biệt mà chúng ta có thể dựa vào đó để uh, xác định được bản chất bởi vì hầu hết ung thư gan thì nó lại được cấp máu bởi động mạch gan Vậy thì các bạn hãy xem trên một cái phim chụp các lớp điện toán hay cộng hưởng từ có thuốc cản quan hay cậu cản từ bên trong mạch máu chúng ta thấy rằng trên cái phim thứ nhất uh, thì đây là hình ảnh chụp các lớp điện toán cắt ngang ở trong thị động mạch. Chúng thấy là thuốc nó vào trong động mạch chủ ra động mạch gan, động mạch lách. Thế thì trong nhu mô gan bỗng xuất hiện một cái dùng tăng sáng, tăng quang bất thường. Sau đó qua tới thị tĩnh mạch thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng gan được cấp máu bởi chủ yếu tĩnh mạch cửa. Nhu mô gan bắt đầu sáng lên nhưng những thuốc cản quang trong cái động mạch hồi nãy đã được thấy hết ra ngoài thì người ta gọi đây là ảnh quát out hay là tháo thuốc trong thì tĩnh mạch gan hay là trong thì chậm thì một khối u hiện hình ở trong tăng sáng trong thì động mạch và giảm đâm độ hay là có ảnh quát out trong thì tĩnh mạch hay là tính chậm thì nó được coi như là là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán khá là chính xác đối với bệnh ung thư tế bào gan à, chúng ta xem lại hình ảnh ct À, hay là chụp cắt lớp điện toán của một bệnh nhân những cái lá cắt được cắt dần từ trên xuống dưới chúng ta thấy đây là cái dùng tăng sáng của khối u trong thị động mạch à, trong khi đó qua thì tĩnh mạch chúng ta thấy à, hình ảnh giảm đậm độ quan của so với lại nhu mô gan xung quanh bình thường như vậy thì với một bệnh nhân có một khối u như vậy trên cái nền gan bị phim bị sơ thì hầu như chúng ta có thể xác định được chuẩn đoán theo các cái lại trên thế giới. À, một à, yếu tố nữa thì tại cái à, hội đồng thuận về bệnh gan của Nhật Bản thì nếu đưa các cái yếu tố về bệnh gan nền đó là a, à, các yếu tố về các chất chỉ điểm ung thư là b và những cái tiêu chuẩn hình ảnh như vừa rồi là C thì họ thấy rằng để xác định được một cái chuẩn đoán ung thư tế bào gan thì dứt khoát yếu tố C phải được hiện hữu trong các tiêu chuẩn chuẩn đoán và như vậy thấy rằng yếu tố C tức là những cái hình ảnh điển hình thì rất là quan trọng trong việc xác định chuẩn đoán của một khối u ở trong gan đặc biệt nếu chúng ta muốn chuẩn đoán sớm khi u còn nhỏ khả năng sinh thiết rất là khó cho à, chính vậy à, cái guideline của Hiệp hội Nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái phát đồ mà tôi nghĩ đây là cái phát đồ khá là dễ nhớ cho chúng ta áp dụng trong thực tiễn tại cái um, môi trường của mình. Đó là nếu một bệnh phát hiện một cái sang thương ở trên siêu âm ở một bệnh nhân có bị sơ gan hay viêm gan mãn tính thì nếu cái sang thương này dưới 1 cm thì chúng ta không bắt buộc phải xác định ngay chứng đoán do nó kích thước còn quá nhỏ và có thể có nhiều loại lành tính những cái nốt sơ hóa có thể như thế này thì những bệnh nhân phát hiện khối u này thì có thể làm siêu âm định kỳ mỗi 3 tháng nếu cái sang thương này vẫn ổn định trong khoảng một năm rưỡi tới 2 năm thì chúng ta sẽ không bắt buộc phải thay dõi sang thương này nữa tuy nhiên nếu sau thời gian những cái lần siêu âm sau phát hiện khối u kích thước lớn hơn như vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua cái nhánh thứ hai đó là phát hiện khối sang thương lớn hơn 1 cm ở trong gan. Thì các bệnh nhân này sẽ được chỉ định chụp hình ảnh cắt lớp điện toán hay cộng hưởng từ. Nếu trên hình ảnh các chụp cắt lớp điện toán hay cộng hưởng từ phát hiện hiện một cái hình ảnh điển hình đó là tăng quang và tăng bắt thuốc cản quan trong thị động mạch và tháo thuốc trong thị tĩnh mạch hay là thị chậm. Nếu có được hình ảnh này coi như là xác định được chẩn đoán là ung thư tế bào gan. Tuy nhiên, nếu sang thương này chưa không thể hiện được tiêu chuẩn chẩn đoán đó thì trước đây đã được chụp CT thì bây giờ bệnh nhân đã sẽ được chỉ định chụp MRI. Còn nếu trước đây bệnh nhân được chụp MRI thì bây giờ sẽ được chụp CT. Và nếu mà cái phương tiện hình ảnh này mà cho thấy hình ảnh điển hình thì cũng xác định được đó và điều trị ung thư tế bào gan. Còn nếu à, phương tiện này vẫn không thể hiện được tiêu chuẩn đoán thì chúng ta có thể theo dõi định kỳ và lúc đó thì cái chỉ định sinh thức gan được đặt ra nhằm để xác định chuẩn đoán à, à, một số à, cái sang thương ở trong gan mà đôi khi nó có những cái hình ảnh à, khá là đặc hiệu mà chúng ta có thể dùng để phân biệt với một cái sang thương HCC hoặc một cái thương, thương ung thư tế bào gan à, các bạn tôi muốn thể hiện cho bạn xem thứ nhất là cái loại u lành tính hay gặp nhất ở gan hay là u mạch máu hay GMA. thì ở trên hình ảnh thì cái sang thư này nó biểu hiện những cái tính chất không giống với ung thư tế bào gan. Chúng ta thấy trên từ trên xuống dưới hình ảnh của thì không thuốc, thì động mạch, thì tĩnh mạch và thì chậm. Chúng ta thấy rằng ngay trong thì động mạch thì khối u này nó bắt thuốc cản quang ở ngoại vi dần. Sau đó thì tĩnh mạch thuốc được lắp đầy dần vào bên trong và thì chậm càng nhiều vào trong nữa. À, như vậy thì à, cái hình ảnh này là hình ảnh của một cái u mạch máu ở gan ví dụ đây là một cái sang hình ảnh của một cái sang u mạch máu ở hạ phân thì 6 à, tôi hãy cho các bạn xem và khi chúng ta mở bên trong cái nhu mô gan của cái u mạch máu này thì chúng thấy rằng cấu trúc bên trong nó là một các xoan tĩnh mạch kèm những mô sợi thì đây là một cái thường thường hemangioma trên đại thể một cái hình ảnh thứ hai một cái đối với cái là u lành tính thứ hai chúng ta có thể gặp đó là xem thương tăng sản dạng nốt hay gọi là FNH à, thì cái trên hình ảnh à, biểu hiện về hình ảnh của loại u này nó cũng không giống ung thư tế bào gan à, trong thi động mạch chúng ta thấy rằng khối u này cũng tăng sáng bất thường giống giống như ung thư tế bào gan nhưng trong thì tính mạch chúng ta thấy khác bởi vì đậm độ nhu mô gan nhu mô u này thì nó đông đậm độ với nhu mô gan à đây là cái hình ảnh không giống của ung thư tế bào gan và đặc biệt chúng ta thấy hình ảnh của sẹo trung tâm à, thì đây là một cái hình ảnh đại thể của một cái FNH là chúng ta thấy đây là cái nhu mô trung quanh và đây là hình của sẹo trung tâm chúng ta thấy được trên hình ảnh à, cái sang thương thứ ba mà chúng ta có thể cần phải phân biệt đó là u tuyến gan thì đây là một cái là u à, hầu như à, nó không thể hiện được một cái tính chất hình ảnh gì đặc biệt. Tuy nhiên, à, nó có thể lớn lên, có thể gây biến chứng, xuất huyết trong u, nhồi máu, thậm chí chuyển sang ác tính. Và như vậy thì nếu một cái sang thương như thế này trong gan thì theo các gai lai -like, thì một sang thương đủ lớn kích thước hình ảnh, triệu chứng hình ảnh không điển hình của một cái u mạch máu hay là cái u F hồi nãy hay của ung um thư tế bào gan. Như thế thì lúc này cái chỉ định sinh tiết được đặt ra và nói tóm lại là đối với u tuyến gan thì để xác định được bản chất thì chỉ định sinh thiết gan là cần thiết bởi vì các cái tiêu chuẩn hình ảnh nó không thể hiện điển hình không điển hình hoàn toàn của một cái u mạch máu không điển hình của một cái fnh hay là của ung thư tế bào gan à, và một cái sang thương tiếp theo mà các bạn có thể thấy được ở trong gan đó là sang thương ung thư gan thứ phát hay là sang thương ung thư gan do di căn từ nơi khác đến thì thông thường ở trên phim CT của những bệnh nhân này thì một cái u thường thường là, là sẽ không có bắt thuốc cản quan đa số là giảm đậm độ kém đậm độ hơn so với nhu mô gan một số trường hợp thì có dấu hiệu của một cái ảnh tăng quang viền thì ba thường thường nó sẽ là đa ổ thì đây là ảnh của một cái ung thư gan thứ phát từ đại tràng di căn đến à, và như vậy thì à, các bạn à, nếu chúng ta phát hiện một cái sang thương ở trong gan thì tôi muốn nhắc lại một lần nữa à, theo các guideline của thế giới mà dễ ứng dụng nhất đó là guideline của Mỹ thì chúng ta tùy thuộc cho kích thước và nếu kích thước dưới 1 cm thì chúng ta hầu như là không phải à, cần phải xác định mà chúng ta chỉ theo dõi định kỳ mỗi 3 tháng bằng siêu âm. Và nếu cái sang thương này kích thước lớn hơn 1 cm thì lập tức cái chỉ định CT hoặc MRI cần được thực hiện để xem có những tính chất điển hành hay không và nếu tùy thuộc vào nếu mà trên CT của em không thể hiện được tính chất điển hình thì mà kích thước đủ lớn để sinh thiết thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết để xác định chẩn đoán. À, thế thì chẩn đoán giai đoạn ung thư tế bào gan như thế nào? Các bạn biết rằng hầu hết ung thư tế bào gan thì xuất hiện trên nền sơ gan và chính vì vậy mà thể trạng bệnh nhân cũng kém À, tiên lượng bệnh đôi khi nó không phải là phụ thuộc vào cái tình trạng ung thư mà đôi khi bệnh nhân sẽ tử vong vì tình trạng sơ gan hoặc là à, thể trạng bệnh nhân quá kém chính vậy mà một cái bảng phân loại giai đoạn để đánh giá chính xác cái tiên lượng bệnh ung thư gan thì cần phải dựa vào không vào tình trạng khối u tình trạng ung thư và thứ hai nữa là phải dựa vào chức năng gan như thế nào mức độ sơ gan và thứ ba nữa là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đó thì chính vì vậy mà các cái à, trên thế giới có rất nhiều bản phân loại và một số loại bảng phân loại thì không được à, à, phổ biến lắm trong đánh giá giai đoạn thưa gan bởi vì nó thiếu những tiêu chuẩn cơ sở để dựa trên đó. thì hiện nay thì bản phân loại giai đoạn BCc của Tây Ban Nha thì được nhiều nơi trên thế giới sử dụng và để đánh giá giai đoạn bệnh. Tại sao như vậy? bởi vì các bạn thấy à, bản phân loại ung thư tế bào gan theo BCC thì nó sẽ dựa lên những cái tính chất của à, thể trạng bệnh nhân được đánh giá dựa vào chỉ số ICOC, à, chức năng gan dựa vào cái bản phân loại Child, à, số lượng khối u, kích thước khối u, mức độ xâm lấn tới mạch cửa chưa, gia tình trạng gì càng xa chưa và chính vì vậy à, họ sẽ chia ung à, thư gan ra làm năm giai đoạn à, giai đoạn rất sớm tức là trong những trường hợp mà khối u nhỏ dưới 2 cm à, giai đoạn sớm cho các trường hợp mà dưới 3 khối u hoặc là mỗi khối u dưới 3 cm với cái thể trạng và chức năng còn tương đối khá và giai đoạn trung gian tức là thì đối với các trường hợp mà nhiều khối u hơn à, đồng thời chức năng gan cũng còn sự, tôi chấp nhận được và giai đoạn à, tiến xa tiến triển khi có dấu hiệu ung thư phát triển ra ngoài gan. Ví dụ như khi mà đã xâm lấn tới mạch cửa hoặc là có tình trạng di căn phát hiện di căn ngoài gan như di căn phổi di căn xương và sau cùng là giai đoạn d tức là giai đoạn cuối cùng khi mà bệnh nhân có chức năng gan rất là kém đồng thời cái thể trạng bệnh nhân thì theo chỉ số ECOG từ ba tới 4 tức là hầu như là suy yếu, suy kiệt rất là nặng. À, sau khi chúng ta xác định được một cái khối ung thư tế bào gan cùng với giai đoạn của nó, thì chúng ta sẽ tiến hành chọn lựa phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Thì hiện nay có rất nhiều các phương pháp điều trị giữa ung thư tế bào gan, chẳng hạn như là phẫu thuật ghép gan, cắt gan, hay là hủy u bằng sóng điện cao tần, làm TACE hay là hóa trị. Thì làm sao để biết cái phương pháp điều trị nào là phù hợp cho bệnh nhân? chúng ta cần phải căn cứ lên cái sự tiến triển của ung thư vừa vào cái mức độ sơ gan như thế nào cùng với lại cái thể trạng của bệnh nhân à, hiện nay thì có thể chia làm hai nhóm phương pháp điều trị nhóm phương pháp điều trị triệt để tức là có tiềm năng triệt căn giúp bệnh nhân khỏi hẳn bệnh thì gồm có là phẫu thuật cắt gan ghép gan hay là hủy khô tại chỗ có thể là bằng sóng điện cao tầng hoặc là bằng còn tuyệt đối theo đúng chỉ định Nhóm thứ hai là nhóm điều trị mang tính chất giảm nhẹ giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống. Ví dụ như là TACE tức là bơm hóa chất qua ngã động mạch gan và làm thuyên tắc mạch hoặc là xạ trị trong chọn lọc bằng chất phóng xạ y 90 hoặc là chúng ta có thể bơm hóa chất liên tục để điều trị tại chỗ khối u gan hoặc là chúng ta điều trị bằng những cái liệu pháp toàn thân như là nhiệm pháp liệu pháp chấm trúng đích hoặc miễn dịch. Thế thì trên cái tinh thần là nhiều phương pháp điều trị như vậy thì chúng ta có thể kết hợp các phương pháp điều trị với nhau dựa trên mỗi phương pháp thì có những cái chỉ định chống chỉ định cũng như có những cái hiệu quả điều trị khác nhau và chính vậy để biết là phương pháp nào điều trị tốt nhất cho bệnh nhân thì một cái hội chẩn ung thư đa chuyên khoa với sự góp mặt của nhiều mô thức điều trị sẽ là một cách thức tốt nhất cho các bệnh nhân À, tôi nói về các phương pháp điều trị à, triệt để đầu tiên mà hay được sử dụng phổ biến nhất đó là phẫu thuật cắt gan thì mục tiêu của phương pháp này là chúng ta sẽ bỏ phần gan mang khối u à, cho các trường hợp mà ung thư gan giai đoạn không quá trễ khi mà chức năng gan còn tương đối tốt đa số là dành chỉ định cho các trường hợp khu đơn độc thì đây là cái phương pháp điều trị à, mang tới một cái tiên lượng sống khá tốt Khoảng, tỷ lệ sống 5 năm khoảng 60 tới 70 phần à, trăm hiện nay thì cái tỷ lệ tử vong đã được cải thiện rất là nhiều dựa vào và vào cái sự tiến bộ của y học của gây mê hồi sức của các cái loại trang thiết bị dụng cụ hiện đại hơn Tuy nhiên à, nếu chúng ta đi cắt bỏ khối u gan à, thì cái phần nhu mô gan mang cái nền tảng viêm gan mãn tính vẫn còn đó con siêu vi vẫn còn nằm trong tế bào gan thành ra vẫn có thể uh, kích hoạt để hình thành những khu mới chính vậy mà một cái nhược điểm của phương phẫu thuật cắt gan này đó là cái tỷ lệ tái phát sau 5 năm còn rất là cũng còn cao khoảng 70% sẽ mọc lại đâu đó trong thời gian 5 năm sau khi phẫu thuật uh, trên đây là một cái dài hình ảnh chúng ta phẫu thuật cắt bỏ khối u gan uh, cắt bỏ cái phần gan mang khối u cho uh, chúng ta thấy rằng À, chúng ta luôn luôn phải cân nhắc giữa vấn đề triệt để của bệnh ung thư và cái sự an toàn của bệnh nhân bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta càng mổ bỏ nhiều gan hơn cách xa khối u hơn thì tính triệt để tăng lên nhưng bù lại cái nguy cơ của bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan sau đó là cao và ảnh hưởng tới là an toàn thành ra cái vấn đề của phẫu thuật viên của người thầy thuốc là làm sao chúng ta sẽ chọn cái phương pháp điều trị phù hợp và mức độ cắt gan phù hợp để cho bệnh nhân vừa an toàn và đồng thời có cái tiên lượng sống tốt nhất đó là vấn đề và chính vì hiện nay thì chúng ta vẫn có thể thông thường khi chúng ta bỏ một phần gan như vậy thì chúng ta phải để lại ít nhất khoảng 30 tới 40 phần trăm gan thì lúc đó thì mới có an toàn cho bệnh nhân à, thường thường thì các thể tích gan để lại chúng ta phải tính toán dựa vào cái hình ảnh chụp các lớp điện toán hay cộng hướng từ và cách thứ hai là chúng ta có thể đo được cái độ thanh lọc của gan từ đó phản ánh được cái chức năng gan và tùy thuộc vào mức chức năng gan hay độ thanh lọc của gan như thế nào thì chúng ta sẽ có được cái mức độ cắt gan tương ứng an toàn để chúng ta có thể mở rộng nhất bỏ cách bỏ khối u một cách triệt để nhất nhưng mà vẫn có thể an toàn cho bệnh nhân À, gần đây thì phẫu thuật nội soi phát triển thì phẫu thuật các gan có thể thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật nội soi và sẽ giúp giảm nhẹ thay vì một bệnh nhân cần phải có một vết mổ lớn như thế này để có thể bỏ khối u ra ngoài thì phẫu thuật nội soi có thể làm thực hiện được à, với vết mổ nhỏ hơn điều này sẽ giúp bệnh nhân à, ít đau sau mổ phục hồi nhanh hơn và với những cái sẹo mổ thẩm mỹ hơn à, Tư qua phương cái phương pháp điều trị trực để thứ hai đó là phẫu thuật ghép gan chúng ta biết rằng đối với phẫu thuật cắt gan thì chúng ta chỉ có bỏ khối u nhưng mà chúng ta để lại phần gan vi mãn tính và sơ gan còn trong phẫu thuật ghép gan thì chúng ta không những bỏ khối u một cách rộng rãi nhất chúng ta thay thế phần gan sơ bệnh lý bằng một cái phần gan mới lành lặn hơn tốt hơn chính vì vậy cái giá trị của pháp này là, là cái tỷ lệ sống 5 năm cũng như cái tỷ lệ tái phát sau 5 năm rất là thấp à, đây là một cái hình ảnh của cái ghép gan toàn phần hay là còn gọi là ghép gan từ người chết não tức là cái phần gan sơ bệnh lý sẽ được thay thế hoàn toàn bởi một cái lá gan nguyên vẹn của người uh, chết não hiến tạng và một cách thứ hai chúng ta biết rằng gan có khả năng uh, tăng sinh bù trừ, uh, phát triển bù trừ sau khi chúng ta hiến gan, thành ra là uh, hoàn toàn là khả thi khi chúng ta có thể chia sẻ một cái phân nửa gan của mình để cho người thân và cái hai nửa lá gan trong cơ thể người cho và người nhận đều có thể phát triển rất là nhanh sau đó để vừa giúp uh, vừa an toàn cho người cho và vừa giúp cho cái người nhận gan có một cái lá gan mới tốt hơn về cả về phương diện chức năng gan cũng như là giúp bệnh nhân khỏi hẳn bệnh ung thư. Một cái câu hỏi mà bệnh nhân hay đặt ra cho tôi đó là có phải ghép gan điều trị cho mọi bệnh nhân ung thư tế bào gan hay không? Thì thực sự không phải như vậy. À, ghép gan sẽ là một phương pháp điều trị hiệu quả và hữu ích cho các trường hợp ung thư gan không quá muộn nhưng mà sơ gan thì rất là nặng. Tại sao như vậy? Bởi vì à, ghép gan là một phẫu thuật lớn bệnh nhân cần phải đánh đổi những cái nguy cơ tai biến biến chứng rất lớn, cần phải có một cái lá gan mới, một cái mảnh ghép tốt. Trong khi đó, nếu chúng ta ghép gan cho những bệnh nhân ở giai đoạn quá muộn, thì chúng ta có thể có lá gan mới. Tuy nhiên, bệnh nhân đó có tỷ lệ uh, uh, di căn, tái phát sau mổ rất là cao. Điều này thì không mang đến một cái lợi ích cho bệnh nhân được. Chính vì vậy mà trên thế giới có hai cái hệ thống tiêu chuẩn chọn bệnh cho các bệnh nhân ung thư tế bào gan uh, có chỉ định ghép gan đó là tiêu chuẩn của Milan. thì trong tiêu chuẩn này ghép gan hội uh, họp khuyến khích những bệnh nhân uh, chỉ ghép gan cho các bệnh nhân có khối u đơn độc dưới 5 cm hoặc là dưới ba khối u và mỗi khối u dưới 3 cm chưa có tình trạng di căn ra ngoài. Uh, tuy nhiên với tiêu chuẩn Milan thế này thì rất rất ít bệnh nhân uh, thỏa những tiêu chuẩn để ghép gan. Thành ra chính vì vậy mà ở Mỹ, tại Đại học San Francisco, họ đặt ra những tiêu chuẩn tương đối mở rộng hơn để tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân có cơ hội để ghép gan. Đó là các bệnh nhân có khối u đơn độc kích thước dưới 1, dưới 6,5cm hoặc là dưới 3 khối u mà mỗi khối u dưới 3cm nhưng mà có khối u lớn nhất dưới 4,5cm và tổng đường kính các khối u dưới 8cm cũng tương tự như vậy khi tình trạng ung thư chưa tiến triển ra ngoài gan, đây là nếu chúng ta tuân thủ những tiêu chuẩn này thì bệnh nhân sau khi ghép gan thì sẽ có một cái tiên lượng sống thêm tốt nhất và chữa trị hiệu quả. Cách điều trị thứ ba, triệt để thứ ba mà chúng ta có thể chỉ định cho bệnh nhân đó là can thiệp tại chỗ hay là cái cái cách điều trị mà trong cái nhóm này thì nó gồm có hai phương pháp đó là tiêm cồn tuyệt đối vào khối u hoặc là gần đây hơn phổ biến hơn và hiệu quả hơn đó là hủy khối u bằng sóng điện cao tầng thì chúng ta thấy đây là một cách can thiệp à, nhẹ nhàng à, bệnh nhân có thể không cần phải lên phòng mổ ở chỉ cần tiền mê dưới phòng thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm hay là màn hình quang có thể thực hiện được à, ở dưới dẫn có siêu âm thì một cái kim đốt sẽ được à, hướng dẫn đi à, qua da xuyên gan tiếp cận khối u và phát ra những sóng điện cao tầng để từ đó làm hủy khối u đây là một cái đoạn video tôi có thể muốn minh họa cho các bạn hiểu hơn về cái kỹ thuật này à, à, kim đốt sẽ được à, đưa qua da xuyên vào nhu mô gan và đi qua khối u như thế này Do đó thì tùy loại kim đốt có thể là loại kim châm hoặc là kim đơn thì sóng điện nó sẽ phát ra một cái sóng điện cao tầng và từ đó chuyển thành nhiệt năng để hủy khối u. Và chúng ta thấy rất rõ ràng rằng với những cái khối u mà kích thước nhỏ thì cái vùng này mới phát huy được hết hiệu quả và để tạo nên cái tính triệt để cho cái phương pháp điều trị. Và chính vì vậy cái phương pháp này chỉ được nên chỉ định cho các trường hợp có khối u kích thước nhỏ từ 3 cm trở lại ở vị trí thuận tiện can thiệp à, thì từ đó mới à, mang tới cái hiệu quả triệt để cho bệnh nhân. À, đó là ba cái phương pháp điều trị mang tính có tiềm năng mang tính triệt căn cho bệnh nhân ung thư tế bào gan. Chúng ta qua cái nhóm điều trị mang tính chất là giảm nhẹ bệnh và kéo dài thời gian sống mà phổ biến nhất hay dễ thực hiện nhất đó là TACE hay là có là uh, bơm hóa chất qua ngã động mạch gan và làm thương tắc mạch. Tại sao chúng ta có cách điều trị này? Bởi chúng ta biết rằng ung thư của tế bầu gan nó có một đặc tính rất um, đặc trưng, đó là được cung cấp máu bởi động mạch gan. Chúng ta thấy trên hình thì đây là một cái hình ảnh của một cái khối u gan được mạch máu tới nuôi rất là dồi dào. Như vậy thì hoàn toàn nếu uh, chúng ta, uh, TAC là một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể luồn một cái một cái ống dẫn đi qua động mạch chậu vào đến động mạch chủ lên đến động mạch gan và tiến tới gần khối u. Từ đây, chúng ta sẽ bơm hóa chất để tác động trực tiếp tới khối u, thậm chí sau đó thì chúng ta sẽ gây bít mạch máu nuôi khối u lại để làm cho khối u này không có dinh dưỡng, không có oxy tới để nuôi và từ đó giảm bớt sự tiến triển khối u. Tuy nhiên, thế thì tại sao đây không phải là pháp điều trị trực đẩy? bởi vì thực sự là à, loại ung thư gan cũng khá là khôn ngoan thì lập tức sau đó thì những cái nó tiết ra những cái chất trung gian lại tiếp tục lôi kéo tăng sinh mạch máu tới để tiếp tục nuôi khu u bằng những cái ngõ khác và chính vì vậy à, theo nhiều thống kê trên thế giới thì thấy là TAC là một cách điều trị có vai trò kéo dài thời gian sống tuy nhiên à, cái hiệu quả triệt để thì là không cao à, đây là một cái đoạn video có thể minh họa à, cho các bạn à, hiểu nhiều hơn về cách cái điều trị Bơm hóa chất qua ngã đầu mạch gan và làm thương tắc mạch. À, tôi đi nhanh một chút xíu qua khung này. À, cái này thì à, tôi mượn cái hành cái đoạn minh, video minh họa của Boston. Thì cái KTT sẽ được đưa vào động mạch chậu để vào động mạch chủ, sau đó đến động mạch thân tạng và đi vào động mạch gan à, Thông thường thì các bác sĩ à, chuẩn đoán hình ảnh can thiệp có thể thực hiện các cái động tác như thế này để luồn các cái ống dẫn vào tiếp cận sát à, bên khối u. À, các bác sĩ sẽ chụp hình được những mạch máu nano khối u này và từ đó bơm những cái chất hóa trị thậm chí có thể bơm bằng chất phóng xạ dưới bức sóng thấp để tác động trực tiếp vào khối u và khối u này bị tác động để hạn chế sự phát triển thì đó là một cái đoạn minh họa cho các bạn hiểu được cái cách điều trị TIC đối với bệnh lý ung thư tế bào gan thì đây đó, cũng là một cách điều trị mang tính hiệu quả giúp kéo dài thời gian sống thêm cho các bệnh nhân ung thư tiểu gan được chỉ định cho các trường hợp sơ gan mức độ A hay là tối đa là mức độ B với cái mức độ bilirubin toàn phần trong máu khoảng dưới 35% và không có bị suy giảm chức năng thận. À, ngoài ra thì gần đây thì có một cái số cái phương pháp mới điều trị và những cái hiệu quả ban đầu cũng cho thấy là có tăng thời gian à, sống thêm của bệnh nhân à, tuy nhiên chưa được thực hiện rộng rãi đó là cái phương pháp à, bơm hóa chất qua ngã trong mạch gan liên tục để điều trị ung thư tế bào gan hoặc là bơm cái chất phóng xạ với bức sống thấp như hồi nãy tôi giới thiệu với các bạn tương tự như cách điều trị TACE là hai cái cách điều trị gần đây à, được công bố nhiều trên thế giới bên cạnh các cái phương pháp điều trị tại chỗ như vậy thì điều trị toàn thân có hiệu quả như thế nào. Thực sự thì khác với các loại ung thư dạ dày và đại tràng thì hóa trị toàn thân thì có thể mang tới hiệu quả. Tuy nhiên đối với ung thư tế bào gan thì chỉ một số cũng là phương pháp điều trị toàn thân. Nó sẽ được chỉ định cho các trường hợp mà ung thư không còn khu trú tại gan nữa. Ví dụ trong trường hợp mà đã có huyết khối tới mạch cửa do khối u xâm nhiễm vào bên trong đi ra ngoài khỏi gan hoặc là có di căn xa thì lúc này thì các cái liệu pháp điều trị mới như là điều trị nhắm trúng đích mà những cái thuốc tự đại tượng đại diện cho cái nhóm này thì gồm có là sorafenib, lenvatinib hoặc ở cái gần đây hơn đó là regorafenib có thể mang đến hiệu quả uh, giúp phần nào kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân, tuy nhiên cũng hiệu quả điều trị cũng chưa cao. Và sắp gần đây nữa, gần đây hơn nữa thì có những cái thuốc thuộc nhóm liệu pháp miễn dịch như là Bemrolizumab có thể được điều trị ở một vài trung tâm nghiên cứu chuyên sâu. À, đó là những cái phương pháp điều trị ung thư tế bào gan. Thế thì thật ra chúng ta thấy rằng chúng ta phải cần phải căn cứ vào cái sự tiến triển của tình trạng ung thư, mức độ sơ gan, thể trạng của bệnh nhân và chúng ta phải dựa là cái chỉ định chống chỉ định của từng pháp điều trị cũng như ưu nhược điểm của mỗi phương pháp mà chúng ta sẽ chọn lựa cách điều trị hợp nhất. À, thế thì chọn lựa như thế nào thì à, trên thế giới cũng có một cái số guideline để hướng dẫn chúng ta chọn lựa cách điều trị. Ví dụ hiện nay thì các nước Âu Mỹ đang sử dụng cái bản à, à, phát đồ hướng dẫn điều trị mà dựa trên cái bản phân loại của BCOC năm 2018. Ví dụ trong bản này thì tất nhiên chúng ta đã thấy đã được biết từ những slide trước là đây là cái bản phân chia giai đoạn ung thư tế bào gan nhưng mà từ các giai đoạn ung thư tế bào gan thế này thì chúng ta sẽ chọn được những cái phương pháp điều trị phù hợp ví dụ các bệnh nhân có ung thư ở giai đoạn a sớm như thế này u đơn độc với mức độ chức năng gan bình thường thì có thể chọn lựa cách phẫu thuật ví dụ các trường hợp bệnh nhân có dưới ba u và mỗi u dưới 3 cm thì cách điều trị hủy u tại chỗ được chỉ định với các trường hợp mà ung thư gan đa ổ mà chức gan năng gan còn chấp nhận được thì hóa trị bơm chất hóa trị và thuyên tắc động mạch gan là cách được phục, chỉ định và trong những trường hợp khi ung thư gan không còn khu trú tại gan nữa đã có dấu hiệu xâm lẫn vào mạch máu hoặc là di căn ngoài gan thì các cái giải pháp điều trị toàn thân sẽ được thực hiện và đối với những trường hợp mà ung thư gan ở chức năng gan quá kém thể trạng bệnh nhân quá kém thì hầu như chúng ta chỉ điều trị nâng đỡ và tương ứng với những cái phương pháp điều trị như đó chúng ta có thể thấy được cái tiên lượng sống thêm của bệnh nhân với mỗi cái phương pháp điều trị như thế này à, tuy nhiên à, mỗi nơi có một cái điều kiện dịch tễ bệnh khác nhau điều kiện y tế khác nhau thành ra là các cái à, phát đồ điều trị ung à, thư gan ở cho Châu Mỹ, đôi khi lại không phù hợp với một số cái hoàn cảnh điều kiện ở bệnh nhân Châu Á và chính vì vậy mà Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Châu Á thái Bình Dương à, có những cái biến đổi cho phù hợp hơn và đây là một cái à, phát đồ hướng dẫn điều trị của Châu Á đã được à, cập nhật vào năm 2017 và hiện nay chúng tôi thấy rằng đây là một cái phát đồ tương đối phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam đó là các à, cái các cái phương pháp điều trị như là à, phẫu thuật hoặc là à, hủy u và sóng điện cao tầng hoặc là TACE hoặc là điều trị hệ thống sẽ được thực hiện dựa vào các cái dấu hiệu của khả năng cắt bỏ dấu hiệu của xâm lấn mạch máu hay là số lượng khối u kích thước khối u Để các bạn có thể tham khảo thêm qua đó tôi đã, đã cung cấp cho các bạn các kiến thức về bệnh ung thư tế bào gan từ vấn đề nhận biết được cái dịch tễ những cái yếu tố nguy cơ à, để các bạn có thể biết được những bệnh nhân nào có khả năng mắc bệnh ung thư tế bào gan khuyến khích họ nên tầm soát theo dõi nhằm mục tiêu là chẩn đoán sớm từ đó à, vận dụng được các cái tiến bộ y học những cái giá trị của các phương tiện chúng nó hình ảnh để có thể chúng nó xác định chúng ta biết cách để chọn lựa cái phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân thì tất cả những cái thứ đó tôi mong rằng các bạn nắm vững để ứng dụng trong thực tế lâm sàng à, giúp phần nào cải thiện được cái tiên lượng của loại bệnh bệnh lý ác tính mà hay gặp nhất và có tiên lượng xấu nhất à, ở nước ta cảm ơn các bạn